cập nhật tình hình mới nhất trong đám hỏi của Hà Chí Quang và Thanh Đoàn. Trước thềm đám hỏi diễn ra tại Đồng Tháp, bạn bè của nam diễn viên đăng tải loạt ảnh buổi lễ tại Sài Gòn, thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Sau 5 năm chung sống, có với nhau hai con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và nhờ người thân mang thai hộ. Cặp đôi Hà Chí Quang và Thanh Đoàn tổ chức lễ đám hỏi linh đình tại Sài Gòn và Đồng Tháp vào sáng ngày 19 tháng 10. Được biết, đám hỏi của nam diễn viên và người yêu đồng giới chỉ gồm gia đình, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Dù vậy, buổi lễ vẫn được đầu tư khang trang và lộng lẫy để làm kỷ niệm và khẳng định sự nghiêm túc trong mối quan hệ của cả hai. Trong lễ đám hỏi, cặp đôi sử dụng 1 triệu bông hoa hồng để phủ khắp căn biệt thự khủng của mình tại Đồng Tháp. Ngoài ra, cổng cưới còn mang đậm chất miền Tây khi được các nghệ nhân làm thủ công bằng rau củ, lá dừa. Đặc biệt, Chí Quang cũng thay thế hình ảnh long, phụng thường thấy thành một đôi rồng, vô cùng độc đáo trước cổng và trải dài hoa khắp cả lối vào bên trong. Trước đó, cả hai từng thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả khi thông báo sẽ tổ chức lễ đám hỏi vào tháng 10 năm nay và kết hôn vào đầu năm 2024. Dưới bài đăng, hàng nghìn lời chúc tốt đẹp được gửi đến Chí Quang và Thanh Đoàn sau khoảng thời gian dài vượt qua sóng gió và thị phi để tìm thấy hạnh phúc. Tháng 9 vừa qua, nam diễn viên 8X tung ra loạt ảnh cưới đầy ngọt ngào với bạn đời, bày tỏ sự nao nức chờ đến ngày trọng đại. Trời trong xanh rồi soi từng tia nắng sưởi ấm tim em, cuộc đời này anh may mắn khi anh đã tìm thấy đúng người để được say, để được yêu trong vòng tay em. Tình mình dù nhiều người khen chê chẳng cần bằng tâm gì em ơi, hạnh phúc khi mình được là chính mình. Nào, sau bao nhiêu nhọc nhằn trong gai, vượt qua sóng gió hai ta cùng đã về chung một nhà. Ngày hôm nay hai ta đính hôn, nhân gian đeo tay anh cứ chào em nụ hôn.